Xin chào quý vị đã chương trình trực chuyện TV. Thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đã hết sức là căng thẳng và nó bắt nguồn từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 và kéo dài đến ngày thời điểm như hiện nay là cũng gần cuối tháng 9 rồi và chưa thấy có cái dấu hiệu gọi là vãn hồi, chưa có thể là lập lại hòa bình được trên cái khu vực này. Và trong suốt cái quá trình của cuộc chiến nó đã xảy ra rất là nhiều các cái cuộc khủng hoảng, đẩy nhiều cái quan hệ của các nước trên thế giới trong cái tình trạng rất hết sức là căng thẳng. Và trong những cái cuộc khủng hoảng đó, người ta thấy có khủng hoảng về các cái tù nhân, cụ thể như là nhiều nước đó họ có những cái công dân của họ đã bị cái lực lượng thân Nga hoặc là những cái đất nước mà tự xưng giống như Cộng hòa Donetsk chẳng hạn, họ đã bắt giữ, bởi vì những người này được cho rằng đã tình nguyện theo hưởng theo cái lời kêu gọi của phía bên nước Ukraine. Chỉ sau mấy ngày khi mà mở ra cái cuộc chiến thôi thì xứ Ukraine cũng đã kêu gọi những cái công dân của thế giới hãy đến cùng với cái lực lượng vũ trang của xứ Ukraine chống lại cái sự xâm lược của nước Nga. Và nhiều cái số liệu đưa ra trong cái thời điểm lúc đó cho thấy rằng có khoảng chừng, có những cái thông tin nói rằng là khoảng 7.000 người nước ngoài cũng đã gia nhập vào cái lực lượng Ukraine. Thì có những cái thông tin khác là nói có thể là lên tới 10.000, 9.000 hoặc có thể 12.000. Và trong suốt cái cuộc chiến đó, có thể nói là kéo dài từ cuối tháng 2 đến cái tháng 5, thì cái lực lượng mà nhiều người của các cái nước đến cái khu vực này nhiều, người ta tính có khoảng chừng 63 nước, tức nghĩa là những cái công dân của 63 nước, trong đó có cả Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ thì nổi bật lên, chúng ta thấy rằng có cái việc mà những cái lực lượng mà họ thân Nga đó, khi mà có hai cái công dân của Hoa Kỳ là ông Alexander Root cũng như là ông Andy Quinn, hay nó đúng là cái tên mà đầy đủ hết đó là ông Andy Quỳnh Ngọc Tài, là một cái người Việt Nam 27 tuổi thôi. Hai người này đều là một cựu quân nhân của Hoa Kỳ và cũng nghe theo cái tiếng gọi của phía bên Ukraine và tình nguyện xách ba lô lên đường để mà đi sang cái xứ Ukraine để mà chiến đấu. Và trong một cái trận đụng với phía bên lực lượng thân Nga ở vùng miền đông của xứ Ukraine, hai người này đã rơi vào cái phục kích và đã bị bắt. Và sau đó thì chúng ta thấy có những hình ảnh đã đưa lên trên mạng xã hội từ những cái lực lượng thân Nga và trên đài truyền hình truyền thanh của Nga cho thấy rằng những người này đã có những cái lời khai ban đầu, những cái lời khai và họ đã có những cái sự kêu gọi và họ cho rằng cái sự mà đi đến cái nước Ukraine để mà tham gia vào cái lực lượng tình nguyện như vậy là sai lầm. Và từ khi bị bắt hồi tháng 6 tới giờ đó thì trong cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, một số các cái tổ chức trẻ cũng đã có những cái động thái, ví dụ như là làm những cái thỉnh nguyện thư rồi có những cái lời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải có những cái tác động nhiều hơn. Và phía chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi là hãy thả đi hai cái công dân này. Và nhiều người á, nhiều nước á, họ đã có những cái công dân của họ bị vướng vào trong cái vùng tù tội. Đến thời điểm như hiện nay chúng ta cũng không biết rằng những cái lực lượng thân Nga đã bắt bao nhiêu người. Và bây giờ đó thì cách đây coi như là ngày hôm nay, cụ thể là vào ngày 21 tháng 9 năm 2022 thì phía bên coi như là cơ quan thông tấn của phía bên Bộ Ngoại giao của Ả Rập Saudi đã chính thức thông báo cho biết là 10 người nước ngoài đã được Nga phóng thích, tức là trả tự do ngay ngày hôm 21 tháng 9 năm 2022. Thì trong đó đó 10 người nước ngoài này gồm có 5 công dân là người Anh, một người là Croatia, một người là Maroc và một công dân là Thụy Điển. Và trong này đó thì có 2 người là người Mỹ. Thì đó là một cái thông tin có thể nói là rất là vui, vui cho những cái người đã được trả tự do. Thì cái việc mà trả tự do như vậy là một cái sự hú chết, một cái sự có thể là thoát chết trong cái gang tấc. Ai cũng hiểu được rằng thí dụ như trong hai cái công dân, trong mấy cái công dân của người Anh đó thì có người đã từng bị cái lực lượng thân Nga, cái tòa án mà gọi là của cái đất nước mà tự xưng đó, người ta đem ra họ xét xử và thậm chí người ta tuyên án tử hình nữa, làm cho những cái nước Anh và những cái nước khác có những cái công dân mà đến Ukraine rất là rúng động. Có thể nói có lẽ là chính vì những cái điều mà xử lý nặng nề như thế này đó,
ở phía bên Nga và những cái nước thân Nga họ đã nói ngay từ đầu rồi, họ nói rằng nằm những cái công dân mà tình nguyện, những cái lính đánh thuê như vậy họ không xem là chiến binh và họ không cho hưởng cái quy chế là tù binh. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên là họ nói, họ còn nói rằng là họ sẽ xử rất là nặng nữa. Và quả thật họ đem ra họ xử nặng thật. Họ đem ra để mà họ xử tử hình. Ngay cả ông Andy Quỳnh, người Việt Nam cũng vậy. Có nhiều người cũng dự đoán rằng là những cái kết quả, hay nói đúng hơn là cái bản án sẽ rất là nặng. Có thể là sẽ bị tử hình, hoặc là có thể là bị tuyên cái mức án rất là kinh khủng để cho làm chùn bước những cái người công dân khác để mà có thể đến cái xứ coi như là Ukraine để mà chiến đấu nữa. Và trên thực tế đó thì người ta thấy rằng cái lực lượng mà nước ngoài đến cái xứ Ukraine để mà chiến đấu thì cũng bị hao hụt, trong đó có số bị bắt, có số bị tử thương, có số bị coi như là bị chết, rồi có số thì bỏ trốn, tức nghĩa là đến một thời gian xong rồi quay đầu, không có tiếp tục ở lại chiến đấu nữa. Và kể từ hồi tháng 5 cụ có thể là hồi tháng 5 năm 2022 vừa qua đó, thì cái lực lượng này nó không được bổ sung nữa. Nói chung là những cái lớp người đầu tiên khi mà mở ra cái cuộc chiến này, nói rằng chống Nga, Nga xâm lược, rồi hô hào được truyền thông, được báo chí đầu đeo bám bơm thổi đủ thứ chuyện hết, thì người ta nói rằng là muốn dấn thân, muốn đến đó để mà xem như thế nào. Nhưng mà sau đó thì thấy có vụ chết, vụ bắt, vụ ấy, rồi những người mà ở trong trại tại cái hiện trường, tại trong cái chiến trường đó họ còn bỏ trốn nữa, thì cái lực lượng mới họ không đến, không có đến nữa, không thêm những cái người tình nguyện để mà đến. Thì khi mà được thả 10 người như thế này đó, trong 10 người này được cho là có hai cái người Mỹ, tức là ông Andy Quỳnh và ngay cả ông Alexander Ruta cũng đã được thả. Đây là một cái thông tin rất là vui. Và cụ thể đó thì cơ quan chức năng của Ả Rập Saudi đã tiếp nhận những cái người này và được thả từ cái nước Nga, và họ đang chuẩn bị để làm một cái thủ tục với các cái quốc gia liên quan, thì trong đó thí dụ như là nước Nga chẳng hạn, không phải thủ tục liên quan đối với nước Mỹ chẳng hạn, hoặc là Thụy Sĩ, Thụy Điển, rồi ngay cả Anh, rồi nhiều cái nước như Maroc đó. Thì đây là hình ảnh của những cái người mà được cho rằng là coi như là những cái công dân ở nước ngoài đang tại cái sân bay Ả Rập Saudi để sau khi mà họ được trả tự do, và họ rất là vui mừng bởi vì được các cái giới chức và ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Antony Blinken cũng đã chính thức, ngay cả ông cố vấn về an ninh quốc gia là ông Jack Sullivan cũng đã chính thức lên tiếng hoan nghênh về cái việc là hai công dân của Hoa Kỳ được thả. Thì đây là cái điểm rất là lo lắng của người Hoa Kỳ, của cái chính phủ của Joe Biden. Và khi mà được thả như thế này đó, thì người ta thay vì cảm ơn nước Nga thì chính hai cái ông này thì nói rằng cảm ơn chính phủ Ukraine và cảm ơn thái tử Mohammed bin Salman. Thì ông bin Salman đã từng bị chính quyền của ông Joe Biden kết luận rằng á, là có dính líu đến một vụ là một cái chết của một phóng viên của người Mỹ. Và cái sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với xứ Ả Rập Saudi cũng đã rất là nhiều rồi. Và chúng ta nhớ cách đây không lâu, trong một cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã đến cái xứ Ả Rập, và người ta thấy có những cái sự tiếp đãi nó khá là lạnh nhạt. Và bây giờ một lần nữa đó, xứ Ả Rập Saudi, Ả Rập Saudi đứng một cái trung gian, gần như là họ quan hệ cả nước Nga, họ quan hệ cả với Hoa Kỳ. Họ vẫn muôn bán làm ăn nằm trong cái khối OPEC với cái nước Nga, và cái tiếng nói của nước Nga rất là quan trọng trong cái vấn đề về dầu hỏa. Và người thấy có cái sự giao thương, có cái sự buôn bán làm ăn giữa hai cái nước. Và đến bây giờ đó thì ngoại trừ cái nước Mỹ ra thì thủ tướng của nước Anh là ông coi như là Liz Truss cũng đã gọi cái động thái này là một cái tin tức rất là đáng hoan nghênh. Và nghị sĩ Robert Gingrich thì cũng đã cho biết là một trong năm cái người được thả là chiến binh Aidan Aslin. Thì cái người này là một cái công dân của Hoa Kỳ đã bị cái nước Cộng hòa tự xưng Donetsk đã kết án tử hình vào hồi giữa năm. Đó là cái điều mà rất là mừng khi mà một cái người mà bị án tử mà còn được thả tự do luôn.
Và chúng ta nhớ rằng cái chính phủ của nước Nga đó, của Ukraine đó, thì hồi 8 tháng 6 hồi họ tuyên bố rằng tất cả những cái lính tình nguyện của nước ngoài, của quốc gia này tham chiến đều là thành viên của cái lực lượng vũ trang Ukraine, tức là họ nói rằng những người đó đã gia nhập vào trong cái biên chế của quân đội của Ukraine và cần phải được đối xử như những cái tù binh trong cái công ước gọi là công ước Geneva năm về cái vấn đề mà đối xử tù binh đó. Nhưng mà cái nước Nga đó thì họ không có nhìn nhận như vậy. Nước Nga không khẳng định, lúc nào họ cũng khẳng định, ngay trong tháng 6 họ đã phản bác rất là dữ dội. Họ nói rằng đó là những cái lính đánh thuê, không phải người Ukraine là lính đánh thuê thôi, và không bao giờ sẽ được hưởng cái chế độ tù binh. Và nhiều người cũng đã ra tòa ở rất là nhiều nơi, những cái nơi mà những cái chính quyền gọi là thân với Moscow đã xử họ thậm chí là tử hình. Thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ thì trở lại cái người mà Andy Quỳnh, đó người mà gốc Việt, thì vào cái thời điểm ngày 21 thì chúng ta thấy rằng nói rằng là Andy Quỳnh đã được thả, bởi vì trong một cái cuộc trao đổi tù binh giữa do một cái sự dàn xếp của ông thái tử của cái nước Ả Rập Xê Út. Và như vậy đó thì đây là cái công lao hoàn toàn của cái Ả Rập Xê Út, chứ không phải là cái công lao gì của những cái người mà đấu tranh hay là ngay cả của cái chính quyền Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng chỉ có một cái tác động thôi. Và cái thành quả đến ngày hôm nay thì 10 công dân không chỉ là nhắm vào Hoa Kỳ không, mà gần như là nhiều nước được hưởng. Và nước Nga đó, những cái người thân của phía bên ông Andy Quỳnh có thể nói rằng trong một cái tuyên bố được gửi qua email cho cái hãng Reuters vào ngày 21 tháng 9 thì bà Daymaso là một người dì của ông Rút, tức là một trong hai cái chiến binh mà của người Hoa Kỳ đã mà chiến đấu ở bên Ukraine bị bắt đó, thì là cái và cũng là người phát ngôn của cái gia đình này, thì đã xác nhận rằng ông Rút và ông Quỳnh đã nằm trong cái số 10 cái công dân vừa phải được thả. Tức nghĩa là bà ta đã được báo tin rằng là hai cái người Mỹ được thả, đó là hai cái người này, là ông Ruth và ông Andy Quinn. Và chúng ta thấy rằng đó, ông Quinn thì sau khi mà hai người thì cũng ở gần nhau thôi, nói chung là cùng một cái tiểu bang Alabama. Ông Quinn thì ở một cái thành phố gọi là Hassel, còn ông Rus thì ở một cái thành phố gọi là Tuscaloosa. Và sau khi mà bị quân Nga sự bắt á, thì cả hai người này cũng đều bị cái giữ tại cái nước Cộng hòa Donetsk. Thì cái sự mà Cộng hòa Donetsk ở phía bờ miền đông của cái xứ Ukraine thì rất là khắc nghiệt, ai cũng hiểu rồi. Cái nơi này được hậu thuẫn của nước Nga và họ có tòa án, họ đem ra họ hù dọa, họ làm đủ thứ chuyện hết. Thì truyền thông của Nga thì họ đã phỏng vấn rồi, cũng như là họ đưa những hình ảnh đó lên làm rúng động cho những cái công dân của Hoa Kỳ và làm ảnh hưởng rất là nhiều. Nói chung là cả cái cộng đồng Việt Nam cũng ảnh hưởng, nói chung là ngầm thấy rất là thương cho cái gia đình này, bởi vì một người con còn trẻ và nằm trong cái chiến binh, cũng vì cái việc mà muốn đi đến đó để mà thể hiện mình mà đã bị vướng vào cái đứng trước một cái nguy cơ rất là dữ dội. Và cái tin tức được thả như thế này ai cũng vui, nói chung là mình vui vì một người rất là tự do, nhưng mà đây cũng là một bài học cho thấy rằng đó, người cái việc làm nó mang tính chất bộc phát và nó không có đại diện cho cái quan điểm nào cả. Nói chung đó, nước Mỹ nếu như mà người ta đặt cái trường hợp xấu đó, là Andy Quỳnh hay là hai cái chiến binh người Mỹ này mà bị mất ở tại bên Ukraine thì điều gì xảy ra, hay là bị xử tử hình thì người ta có được công nhận rằng là tử sĩ hay là liệt sĩ hay không, thì rõ ràng người ta không phải đi chiến đấu vì có quân đội Hoa Kỳ, và quân đội Hoa Kỳ hay là chính phủ Hoa Kỳ cũng không có cái chủ trương rằng đưa công dân đến đó, thậm chí là người ta còn kêu gọi là những công dân của Hoa Kỳ không được đến đó, không được đến cái khu vực này, và khi mà đến khu vực này rất là nguy hiểm. Và người ta sau khi mà xảy ra những cái vụ bắt á, thì người ta lại ra những cái khuyến cáo nữa. Chính vì cái điều đó cho thấy rằng không phải là mình theo một cái tiếng gọi của bên ngoài và mình đi đi làm một cái điều mà nó đi trái lại cái quan điểm của quốc gia. Và như vậy thì nó đẩy tự mình đẩy mình vào một cái tình thế rất là khó khăn.
Và rất là may mắn khi mà được cứu thoát, chứ còn nếu mà không được giải cứu đó thì phải bỏ mạng bên đó chẳng hạn, thì đó là một điều mà bản thân thiệt thòi và chính phủ họ cũng không có giải quyết được cái gì hết, không có căn cứ theo một cái chế độ gì để mà giải quyết. Không thể là hy sinh vì quân đội Hoa Kỳ, không phải vì bảo vệ tự do dân chủ gì của Hoa Kỳ, không phải được lệnh của cấp trên của một cái quân đội của Hoa Kỳ để làm một cái nhiệm vụ gì đó của Hoa Kỳ, không có luôn, hoàn toàn là tự phát hết. Mà khi mà đi đánh thuê ở bên xứ Ukraine, người ta cho rằng những cái chiến binh này á đi mang cái tính chất rằng là đi khai phá, đi đầu tiên hết đi tiên phong để mà giải quyết, và có những cái lực lượng yểm trợ ở đằng sau là xứ của Ukraine, tức là mình đi mang cái tính chất nguy hiểm nhiều hơn. Và cuối cùng thì họ đã bị bắt và rơi vào cái bẫy phục kích. Và có thể nói rằng những cái tuyên truyền đầu tiên hết á của cái cuộc chiến Ukraine, họ nói rằng có quá nhiều những cái người nước ngoài tình nguyện tới mấy chục nước rồi, đủ thứ chuyện hết, nước Nga sẽ bị đẩy lùi rất nhanh, rồi cuộc chiến phi nghĩa gì tả thế giới ủng hộ các thứ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái phong trào, hay nói đúng hơn là cái sự tình nguyện của những cái người chiến binh ở nước ngoài đã bị giảm và bị cắt đứt luôn, không được bổ sung nữa từ hồi tháng 5. Và họ bị cắt đứt cũng vì tình nguyện thôi, không phải là vì cái lực lượng Ukraine hay tổng thống ông Ukraine, tổng thống Ukraine không có kêu gọi, không phải không kêu gọi, vẫn kêu gọi nhưng mà người ta không đến, bởi vì người ta thấy rằng nó quá nguy hiểm hoặc là không có được bảo vệ gì hết. Và chiến đấu như vậy thì người ta thấy rằng ở xứ Nga mà lỡ có bị bắt thì người ta cũng đối xử không ra gì, còn chính quốc của mình cũng vậy luôn. Và cái sự bắt cũng như là thả Andy Quỳnh cho thấy rằng cộng đồng mà người Việt ở tại Mỹ đó, trước khi mà xảy ra cái cuộc chiến, trong cái cuộc xảy ra cái cuộc chiến này thì họ vỗ tay rất là nhiều, vỗ tay cho những cái người cá nhân người Mỹ, những cái người mà hô hào sẽ tình nguyện đến xứ Ukraine chiến đấu cho Ukraine, họ đó là những người anh hùng, đó những người gan dạ dũng cảm gì đó. Nhưng mà sau khi bị bắt, người ta thấy rằng rất là ít những cái cuộc kêu gọi, những cái cuộc gây quỹ, những cái cuộc xuống đường, những cái cuộc làm áp lực đến chính quyền của Hoa Kỳ, hoặc là thể hiện các cái tiếng nói. Họ chỉ nổ sản ở trên mạng thôi, họ chỉ la ó và hô hào, gọi là hô xưng phong ở trên mạng, chứ họ cũng không có thực hiện những cái hoạt động đủ mạnh để mà lên cái tiếng nói cho cái người đồng hương. Đó là một cái điều mà rất là thực tế, chúng ta thấy nó đã xảy ra. Và dù gì đi nữa thì cuối cùng thì Andy Quỳnh cũng đã được thả, và đây là một cái tin vui cho cái cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ và cho gia đình của ông Andy Quỳnh nữa. Và xin chúc cho cái gia đình được bình an trong một thời gian tới. Còn cái cuộc chiến của Ukraine thì chúng ta tiếp tục theo dõi để coi nó sẽ đi đến đâu. Và hôm nay thì tạm dừng ở đây. Và qua cái cuộc này thì chúng ta cũng thấy rằng ở nước Nga đó lẽ ra phải được mang cái tính chất là nhân đạo. Nhưng mà những cái nước mà họ được thả, ngay cả như là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Blinken cũng không thừa nhận cái điều đó, không nói rằng không cảm ơn Hoa Kỳ, không cảm ơn nước Nga gì cả, và họ chỉ cảm ơn cái xứ Ukraine, cảm ơn ông Thái tử Salman thôi, chứ không có lên tiếng với nước Nga. Nói chung là người ta cũng rất là ngại, người ta không có muốn nói gì hết. Còn cái việc mà thương lượng kéo người ra được là kệ, nhưng mà thực chất cái trong cái vấn đề này là như thế nào, nó có một sự nhượng bộ gì đi nữa thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ đi vào các chi tiết hơn. Còn hôm nay xin tạm dừng ở đây, cảm ơn quý vị.